Rồi, bây giờ đến phiên cô Mỹ Linh với cô Chi Bu. Hai cô múa. Còn hát bài Áo Mới Cà Mau. Áo Mới Cà Mau. Rồi, hay. 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 Hay quá. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bán đồ Việt Nam. Ngài chi xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Hay quá, nó hay quá trời luôn. Con ơi, con thấy cô Chi Pu múa đẹp không? Dạ, con không ạ. Thế cô Mỹ Linh thì sao? Cô Mỹ Linh thì có. Cô Chi Pu ơi, cô Chi Pu. Dạ, con. Con là một diễn viên. Con tin cô vẫn thuộc một bài dân ca, phải không cô? Bắc Kim Thang gà lan bây giờ cột qua kèo là kèo qua cột, chú bán dầu qua cầu mát tê, chú bán ếch ở lại làm chi, con le le đánh trống thổi kèn, con bùm bịp thổi ngỡ tí te tỏ te. Con bùm bịp là con bùm bịp mà là con bùm bịp. Chi vuông ngọt chàng quá là tất cả mấy. Cái này thần chú. Tôi cảm thấy hơi hối hận vì đã hoài nghi lầm ban tổ chức. Chính xác. Tôi không nghĩ là họ lại ân cần với chúng tôi như vậy. Tại sao mình lại đáp trả cái sự ân cần đó bằng một sự hoài nghi không đúng? Tất cả những điều đó do thần chim xúi dậy. Chứ tôi không phải như vậy, các bạn hiểu không? Con gái ơi, con thích nhất ăn cái gì? Con thích ăn gà rán, khoai tây chiên. Bây giờ á, chú Thành á hả, biết ở đây là gần đây có một cái tiệm gà rán ngon lắm. Không biết các bạn nào muốn theo chú Thành đi ăn không nhỉ? Con. Con hả? Con rán gà cho người ta ăn đi con. Nha. Cô Chi Phu cũng rất thích ăn gà rán, cho nên là con mà muốn ăn gà rán là cô Chi Phu lúc nào cũng đi ăn cùng con được. Chú An Vinh á hả? Là không có thích gà rán như mọi người đâu. Chú Quang Vinh có một món gia truyền đặc sản đó. Chim cút chiên bơ. Con hãy nhìn hai cô bên trái của con cũng hư luôn, nên bây giờ con sẽ phạt hai cô đó hình phạt gì? Các cô có làm được sóng tay không? Cô làm được, cô làm được. Cảm ơn con. Úi giời ơi. Dạ đó, đó dạ đây, đây, đây. Có phải thế này không? Hai tay cơ. Con sẽ quyết định mình sẽ chọn lựa đội nào. Hồi nãy giờ á con biết không? Chú Thành làm dễ thương hơn luôn á. Con dễ thương nè. Em nhìn anh làm này á, em liên tưởng nó cái món món gì? Món đuông dừa. Trời ơi trời, tôi mà nó con đuông dừa khổ ghê vậy, cho con cuốn chiếu đi. Đỡ con muốn phạt hai chú hát mùa xuân Tết. Mùa xuân Tết ạ. Tết đến rồi, Tết đến rồi, Tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Rồi, bây giờ đến phiên cô Mỹ Linh với cô Chi Pu. Hai cô múa. Còn hát bài Áo Mới Cà Mau. Áo Mới Cà Mau. Rồi, hay. 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 Hay quá. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bán đồ Việt Nam. Ngài chi xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Hay quá, nó hay quá trời luôn. Con ơi, con thấy cô Chi Pu múa đẹp không? Dạ, con không ạ. Thế cô Mỹ Linh thì sao? Cô Mỹ Linh thì có. Thì chú có thể hát cho con và quý vị khán giả cùng nghe được không mẹ? Ma sao lắm mới cuối cùng bán đồ Việt Nam. Ừ, chú hát dở quá. Cho chú Trấn Thành một chàng quá đẹp lớn đi quý vị.
Không, MC đỡ MC, rồi. MC. Dạ, dạ con đưa chú Văn Linh. Văn Linh. Văn Linh. Chú Vinh. À, hết không? Ừ. Chú là một ca sĩ nổi tiếng. Chú có từng quay lại hát thể loại dân ca nào chưa chú? Bông xanh, bông trắng rồi lại dần bông ơi, bạn ơi. Bông lê cho bằng bông lụ ơi, bạn ơi. Rằng ao ya ra. Hey, bông rồi lại mấy bông. Con cảm ơn chú rất nhiều. Cho chú một chàng quá đẹp lớn đó quý vị. Con đó với cô Mỹ Linh, cô là một người con lắp bắp. Cô có yêu thích và thuộc một bài dân ca Nam Bộ rồi con mẹ. Bài dân ca Nam Bộ à? Dạ. Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ năm má canh chài là năm má canh chài thức đưa giữa năm hỡi chàng là chàng ơi hỡi người là người ơi em nhớ tới chàng. Chúc con nghĩ lên mặt chàng quá lạc lớn đó quý vị. Câu slogan, câu slogan luôn ta. Cô Chi Bu ơi, cô Chi Bu. Dạ con. Cô là một diễn viên. Con tin cô vẫn thuộc một bài dân ca, phải không cô? Bắc Kim Thang gà lan bây giờ cột qua kèo là kèo qua cột, chú bán dầu qua cầu mát tê, chú bán ếch ở lại làm chi, con le le đánh trống thổi kèn, con bùm bịp thổi nở tí te tò te. Con bùm bịp ta, con bịp bịp mà là con bùm bịp. Cho cô Chi Bu một chàng quá đẹp đó quý vị. Cái này thần chú. Đúng không? Karate. Murote. Xin trân trọng thông báo. Sai bét. Con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 6 tuổi. À, con học kịch ở đâu chưa? Dạ con thích, con mới đi thi. Con cũng chưa có diễn kịch. Rồi con thường coi kịch ở đâu? Dạ con tự bắt lên YouTube con coi. YouTube. Thế con hay coi ai nhỉ? Con hay coi ai diễn kịch? Dạ chú Trấn Thành. Con có biết cô Chi Bu không? Dạ không. Rồi em biết số phận của em ở cái ngày hôm nay nó là như thế nào rồi đó. Và bây giờ sẽ là hình phạt của con dành cho hai đội này. Con muốn phạt đội nào trước? Dạ đội của cô mới lên trước. Thôi bỏ qua cho cô đi nha. Hai cô đẹp, bỏ qua cho hai cô đẹp nha. Bây giờ qua chú Trấn Thành và chú Quang Vinh, con muốn phạt gì? Dạ con muốn phạt uống dẻo. Được, chú Quang Vinh hồi xưa học hết. Hồi nhỏ học ca, học hát, học múa, học nhảy, học đánh võ, học uống dẻo, học hết. Con muốn dẻo kiểu gì? Bây giờ chú có một cái chiêu uống dẻo mà nhiều người thông dụng mà đang ngồi mà dùng được, đó chính là đặt chân lên đầu. Ừ, làm trước đi Quy. Em đã thử rất nhiều lần nhưng thất bại. Uống dẻo cái kiểu của con. Rồi, xin mời. Chú Thành chỉ còn đứng yên. Thấy không? Ngựa cổ. Ừ, đó, tới đây thôi. Đó. Bây giờ con thích nha, nếu mà con thích hai cô đẹp thì con về bên đội của cô Chi Bu với cô Mỹ Linh. Con thích hài của chú Thành thì con dạy chú Thành. Alibaba, cái lựa chọn cuối cùng của con là gì? Từ từ để em kêu gọi thế lực đã. Nắm chặt anh em. Bé, nên chọn về đội của ai? Nếu con chọn về đội của cô thì con đi diễn ở đâu? Cũng có 500 anh em đi theo cổ vũ cho con như vậy. Dạ con chọn đội. Chú Trấn Thành, chú Văn Vinh.